anh em nó quay trở lại với kênh của mình nha, Hảo Hạng Vlog của mình đó. Thì hôm nay trời mưa không có làm gì, anh em mình có mua số ghẹ sống với tôm, chân gà, cá. Ghẹ thì mình hấp, còn cá với chân gà rồi mình nướng với tôm, nhậu lai gai chơi. Anh Thiện với anh Thương đang ở sau bếp chưa chế chân gà. Bây giờ ghẹ thì mình hấp xá xị nha các bạn ơi. Bữa nay mưa gió không biết làm gì, xá xị khổng lồ. Lai rai giải trí 30 kg đồ chơi, để mình đổ cái xị vô. Sôi xèo xèo. Rồi được rồi. Chăm sóc đi thôi. Rồi anh đẩy nắp lại. Hai thánh kia ở phía sau rồi, mình đây lên mình ham chờ anh em, mình lên chích trước. Còn chỗ trống này làm cái gì? Mình nướng cá luôn. Cái lò mình siêu to cũng lò lắm các bạn ơi. Đây là cá đối nha. Cá đối này hai con này gần ký 80 mấy chục gram. Này mình mua đồ còn rất tươi nha các bạn. Đi ăn cá nướng, ăn hải sản, tôm, chân gà, nước chấm này rất đặc biệt nha. Được tài trợ từ Muối Xé Ngọc Yến. Đơn giản thôi. Em ơi, muối này chấm đồ ăn rất ngon mà, đồ nướng rồi đó chấm muối là tuyệt vời luôn. Theo khẩu vị của mình là thấy nó ngon, hợp lý. Anh em làm thử theo mình thôi. Thiệu ơi, gửi. Đây là chén nước chấm thứ hai không thể thiếu mỗi khi ăn hải sản. Dạ bò lộp cộp. Nước tương còn được gọi là xì dâu. Nước tương là nước tương, xì dầu là xì dầu. Nước tương còn được gọi là xì dầu. Và hai đây là bồ đà. Đất tỏi. Pha một xíu bồ đà cho nghe em. Bồ đà của anh Thương nè. Nước tương với wasabi, wasabi giả sao bón cục xíu đi cho nó đã cái mẫu miệng, chơi miếng chanh vô luôn. Một hai món thứ ba, món thứ tư. Món này được mang tên tôm gà sa tế quá dần nhiều. Tôm gà sa tế sôi chưa anh em ơi? Ồ sôi như nút rồi, để nó đi lấy hơi. Hôm nay gà ngon. Nè anh em ơi, chân gà sôi 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 luôn nè. Ngon quá đi. Chặt đồng mình trứng không nhá. Vậy ăn trứng mưa chứ mà trứng chặt đồng không mà bỏ điện mày ai đây. Đúng chưa? 2 cuốc hay 3 cuốc? Gà chín anh em ơi. Ôi sôi gấp lên. Dạ, năm chút mẹ cho tao lại đây, mất tí thuốc mẹ rồi. Rồi xong để tại đi nó nóng. Gà luôn đi nóng ăn gì nổi. Cái gì đi đừng cá luôn. Thương cái gì đó. Con cá vậy đó. Con một là con cá. Con làm nước chấm luôn. Rồi hết rồi. Làm cái dĩa mà ai ăn ai nhịn. Thì lấy thêm cái chén nữa thì có người ăn có người không nhịn. Hả?
Bây giờ tao cũng chở mấy cho đu đủ tao nữa, tao sợ nó ba rỉ quá, ngã quá, cao quá. Tổng 83. Ngon quá hả? Tụi bây giờ ở chợ không hả? 27, 99. Dạ. Thôi là chị ăn cá đối nhiều cái gì, cá đối nó ngon á. 130. Ủa 101 chứ lộn. Để trong mâm đi rồi bỏ cá. Má đổ chua. Ê đây nha. Dạ nha. Má đổ chút gì vào cái. Cậu bằng gì vậy? Để gì ý ăn rồi kìa. Để được rồi. Quá trời má chết. Đứng rồi coi. Quá nhiều quá, xúc xích nhiều quá. Đem ra mới mỏ nhiều vậy đó chứ người ta không mỏ gì trời đâu. Than nhiều lắm anh Thiện ơi. Bớt than miếng đi. Than nhiều lắm. Mới là còn dính luôn kinh luôn kinh. Có muốn quá trời bịch á. Khi mình nó nấy nhà. Sạp người ta mới coi vậy. Khi mình nó chống dữ nè. Chứ không sạp là chống rồi. Cái nó nóng cái đó nó nóng cái đó nó nóng cái đó. Ngay đây là bẻ vừa đủ thức ăn rồi. Với cầm tôi đó cắt ngang. Rồi bỏ nhỏ nướng đủ hồi chắc tháng khỏi ăn quá trời. Thấm nhỏ đó. Thôi đồ ăn dữ đó. Còn ai dữ răng lắm. Trời thấm nhỏ. Quay uống không rồi không dài rồi mưa này rồi bắt mặn đâu có hái. Hái ơi sao thương ở nhà nó cũng quay bỏ bỏ sao vậy? Đó chứ làm có dám uống cũ bỏ ấm không nào. Bỏ vào đó vết. Ừ nó một con giống. Đó. Nãy tao nói rồi mà ăn nước này phải ăn kia. Có tôi nghĩ có mà mát nó ăn nó nóng bà cố luôn đó chứ mát được không à. Dạ. Cũng có ống nóng bà cố luôn chứ mát. Trời ơi nóng rồi cũng cục. Ai nói không vậy? Chuột cống nó giả. Chuột cống nó giả đúng rồi. Đúng rồi. Nó giả cái nọc lạnh có gắn hổ mà ông nói sao mà nó làm lạnh được, mát được đó. Trời mẹ tao quất. Trời ơi. Cái nọc gắn hổ là nó đã nó mát nó hàng chết ăn cái ghẻ. Chuyện gà đó chứ gì vậy? Chết mà sao mát, mát. Đâu có hai con cá lộn lúc nào luôn con lộn. Đó là nút là cái bạn ăn rồi nè. Là chứ không nút nút đó tốt lắm nghe nó ăn rồi. Thế thương đặt sao rồi phát triển không? Con cá chạy, con cá chạy. Cái phía 13 chị nhiều không? Cái này đặt cái đầu cũng chạy. Con đó. Ô là trời. Thì mới đi mà xanh nước luôn á. Con cá xanh nước con cá mà sạch đẹp á. Nó lên bọt mới lớn lớn mạnh. Điều. Như vậy cá lộn vậy. Nó đi có một gầm á, kêu ông đi ngoài đằng lấy lưới theo văng mà ổng lỡ mệt rồi nè. Trời gỡ cái văng một tay là nó ném luôn lưới luôn anh xe lưới luôn. Cái khác quất hai cái lưỡi heo rồi. Mấy ngón giò nhỏ nó có lấy không vậy? Nó có mua rồi. Heo quay rồi nấu. Ngón giò nhỏ kìa, dưới kìa. Ừ, nhà đó. Đồ cái chân gà này trời trời rõ à. Lấy heo, lấy ôm, lấy chào còn làm hiểu không hả? Anh biết hả? Ồ, má, cắt cái này còn bóng luôn nha. Để rồi, giống dạ. Cắt cái gì? Chứ làm ô rồi đây. Cắt cái gì? Sao mà cái nước có đen nè, như là nó chảo vậy đó. Nó muối á. Đến chạy cái trường hỏi nè. Chạy qua đơn quyển luôn. Lên quá trời luôn mày. Ở của gì? Sao quá? Trời ơi, thằng thỉ đã lên cứng ngắt lên dưới đó. Ngộ hả? Thằng thỉ nó lên cứng ngắt luôn. Nổi vậy chồng. Trời ơi, thằng thỉ nó lên cứng ngắt luôn vậy con cũng có luôn. Ngộ ở ruộng tôi giữa cái muôn vậy mà ba cái phân nó nổi đó. Bồng bồng. Đồ ăn chín rồi giờ mình sửa ra nè em ơi. Ăn dễ nó đi. Để hồi nó không nóng hết ngon. Chú ăn cô Nam ơi. Nãy phải có bắt con đi chứ thưa. Chưa nhé. Mấy ông làm cái gì tới? Nước đủ ta. Cà phê rộng á. Muốn làm một ca, cà phê hết rồi luôn. Có uống nào pha, có uống đâu. Thôi mình thử miếng ghẹ trước đây. Nhưng ai lấy ly đó gì vậy? Tao đó. Ly chẳng nhóc hết trơn. Tao sẽ uống đó đó. Nước. Nước có làm ăn, nước có gạch rồi đó. Để ăn con ăn. Vậy là cái gì vậy? À, 100 ngàn. Ừ. Cái gì cũng có. Mấy kiếp, có mẹ có không ạ? Quà lửa đem cho nước sọt. Ờ, trời lộn dao, rẻ 2 dao. Rẻ 2 dao, người ta có 120 ngàn à. Vậy đó hả? Ôi, rẻ 2 dao. Ở đâu có? Nè, cái con này chín cũng. Ở đâu có rẻ 2 dao? Có chứ. Mấy nhóc kìa. Thử à? Không có rẻ 2 dao đâu mà nhá.
mắc không? Bắt ơi, bắt lên đó. 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 Nó làm có gì? Hả? Lưỡi heo không? Ừ. Ông là ngon hết. Nó ngửa lửa rồi kìa, hai da đồng hoàng nha. Không có nấu cơm đâu, còn có miếng cơm chấm á. Nấu cơm ăn chịu luôn. Tôi bắt lên đây, tôi bắt mà con. Khó lọc quá. Làm gì nữa, tôi mở nhiều người mà ta thấy đây nó khó đâu, nó ngon mới đẩy nó. Cùng ngon trước rồi. Ta ăn là ta ăn nhai vậy đó luôn, cho cắt có chắc canxi. Cắt canh răng nha, canxi. Tôi hôm nay, có thấy mấy cái hàng nó hết hậu, chua có câu, nó đù, nó muối. Mời anh em nha. Để xuống nó đi. Qua năm khủng luôn cái gì không? Mẹ, bị lớn rồi nè. Đi bà chị. Thủy thì đâu. Vô. Mơ mốt con đặt lú dính giờ cái gì đó. Mất quá ha. Để đi làm chuyện bậy. Đù. Quá thơm anh em ơi. Mới lọc mẹ không coi. Cảm ơn em. Đâu quá. Ngồi đây thả con gì mỏi ăn vậy. Mời nghe các bạn ơi. Cá gì? Ừ. Gì luôn. Cá qua được rồi. Đầu kiếm rồi cá sạc. Có gì ngon rồi. Rồi có cá chê, cá đồ hồng nữa. Cá đồ hồng ơi, đặt đó đâu 5 con hay vậy đó. Con thiện hả? Con Tú hả? Con. Nó dụ thức ăn nó ăn bể ăn cái tinh chết luôn không? Ừ, ăn bởi bụng chết chứ. Nó ăn no quá, rồi uống nước nó nổ bị lụng luôn à. Nổi luôn vậy. Nổi ra luôn. Lấy cái đùi đủ ghẹ ra cái cây. Ô thịt quá mà. Trời ơi trời. Không vậy? Ngắt luôn. Có thạch nữa anh vậy. Dạ. Dù, cái này nó ngon. Uống này đặc trưng đặc biệt. Con gà xanh. Đùi ghẹ nha anh em ơi. Ăn ngon ngon gà này. Chấm này đi. Tao biết. Gà bông á. Xanh mà xanh bông quá. Vô. Gà này là gà kia. Xanh càng dài nó ngon bằng kia. Cà cũng ngon vậy. Ngon lắm nổi rồi. Vậy hai da hả? Ừ, gà hai da. Ngon mày ăn. Nhưng mà điện đó là có gà hai da liền á. Nè hảo sao? Tắm đi ăn. Vô. Điện có luôn không? Có chứ, lúc nào cũng có. Làm nó lớn được chưa? Nhậu nè, cho lớn gì. Vô rồi. Rửa thùng rồi đó chứ. Mập. Nửa mặn năm gì đó. Bà mẹ đâu có hơn 2 tháng, hả? Sáng lấy 2 tháng rồi. Mẹ mày sao sao? Được gặp từ chứ. Như cái bà kia mẫu tôi mà không tập đó. Các bạn bóng đèn nè anh em. Nó hở ra đó. Rất là vô. Tôi một sống trời. Vô lên cái nhảy luôn. Chịu nó nhảy bún tạt tạt rồi. Đi mà con gà hàng uống gì đó. Ngon lắm. Chô. Nó không thấy đó kìa, cho nó nóng lại cái à. Rồi sao không nấu. Tôi làm ai con nạp. Thịt đó, ta đi bả ta ăn, ta đói 1 kg luôn. Cho đem vuông bả nó. Cá đó từ bạn gà ta mua luôn à. Hết hồn luôn. Thịt nha. Nhưng bỏ cái mâm đi, cái năm bỏ mâm nó đi. Ngồi gì vậy? Mấy hành vậy đó. Vậy đó hả? Ô trời ơi. Ngon quá. Ô mà tính cơm ơi. Chín không? Kìa. Cá chín kìa, chín không? Chín nhát rồi. Chưa chín không mẹ? Chín rồi. Chín rồi, chín rồi. Cá sợ đó. Thử cái này các bạn ơi. Chấm miếng. Cậu xuống đi cậu. Ok. Nói mầm mà không ấy cho con Lâm ngồi vô. Ngon. Thôi tao không muốn ăn cho em về. Uống con Lâm ơi. Uống đi hết ngoan rồi. Ăn con rẻ kìa. Ăn chơi với thằng Hảo Trạm đi. Ừ. Ăn con rẻ với con ơi. Coi. Giờ lấy cái chén này mày. Ăn đi ngồi như vậy với tay chứ không có gì đâu. Vô cái đó coi. Buồn nè. Vô. Vô. Chùi vô đi rồi vậy. Vô nè coi. Nhậu ấy bữa rồi. Đâu rồi. Luôn giờ. Ngon lắm. Thằng Hòa chị mà thiết thợ. Ông Kiếm Phước đó. Ông kể để cái ổng thế ớn luôn không? Mặt còn còn. Thử coi. Cá đối này béo à, ngon dữ dằn lắm các bạn ơi. Làm tôm nướng ngon lắm. Bỏ xương nè. Quậy rồi đó. Chìm luôn á. Ngon. Quậy tới chìm luôn á. Đục luôn. Hỏi chấm chén đũa nó kìa mẹ hả? Ừ. Bùi 130 ngàn ký 131 nè làm mình mua 3 con gà thì tụi tao ăn kình 10 cái luôn hả? Ừ. Chúng thưởng thôi ăn kình nào ấy rồi chúng thưởng rồi đi cặp trứng rồi chúng thưởng rồi đi mình làm nửa cái rồi xịt máu cam rồi nửa gà luộc lá chanh cũng được. Ba thằng ăn kịnh cho mà coi nè. Ăn được không? Ừ. Mấy đó con luôn. Không, thằng con được rồi, thằng nào ăn trước có tiền thưởng có 500 được rồi. Cá này giá trị chín. Mướn ăn mướn hả? Cho miếng chín
chia hai đi. Đó chứ ba người tao mà đâu đi làm sánh sàm rồi cũng được lắm đó chứ. Vô. Mà có tiền sàm mới giữ rồi, có tiền sàm. Không hứng nữa. Không hứng. Có tiền vô mới làm. Có tiền nó sàm giữ cho. Có tiền vô chịu làm chuyện làm. Không vậy cậu. Không có tiền làm cho chịu nể, chịu nể không tới đâu. Không có tiền vô tụng kinh đủ tới Tây Ninh mà không tới Tây Thiên. Ra tiếp bám rồi tới Nước uống hả? Ừ, nước uống hả? 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 Ngày mệt quá, dưỡng sức nha. Ngày đó là dưỡng sức làm nữa. Cơm nuốt không vô nè. Dẻo ngon quá. Chắc đó nè. Chắc mệt luôn. Thì bắt xong rồi sao rồi? Vuông đó của... Thương cái năng sao ta? Cắt miếng nhỏ ra cho thiện làm miếng thử đây nè. Đúng rồi, để được rồi. Thiện không ăn đâu. Trời ơi, thơm. Thiện quá ha. Ăn khùng khùng lắm mà ngon. Ăn thử rồi, nó ngon. Từ từ nè. Ồ, nó ngon cắt mấy tầng lương luôn rồi nó rẻ. Lương dễ gì bằng. Ở lần đó mẹ bán lửa có 150 ngàn. Ăn có nó... Còn lưỡi hả? Dạ lưỡi á. Nè. Mày quất hơn miếng. Mua bên Nhật Bản tới 170 á. Này mới nè, mới nè. Thơm ôi mê ly luôn trời. Vô đi. Tắm vô cái nó. Vô. Vô. Vô đây mày. Vô. Kìa khô kìa. Ăn cái đá vẫn chưa. Ăn cơm chưa mà có 11 giờ rồi. Đã. Đã bữa rồi qua bê thui đó cho mình có ăn. Vô đó. Năm nay mà không kịp. Mưa xuống rồi tới giờ. Biết rồi, em mời anh bác vậy đó. Có 15 triệu rồi, tao cuốn sữa nó biết rồi. Thật là ngon, là một bữa chiều tà. Chiều là phải tà nhậu nè. Ký đầu tư. Vô đây ca. Bữa nãy 500 là có rồi. Ừ. Có rồi. Có gì? Ông này là anh mình nè, các bạn thấy mặt giống nhau. Đây mình với ông này là anh em ruột đó, thấy mặt giống nhau các bạn. Ngắt rồi, ngắt vào cái đuôi đó cá này. Cái mặt này mình giống như cái niêu, nó tròn như cái mâm vậy. Đợi mấy cậu sao á. Điệp con không biết. Không vô trong lờ. Rồi. Ở coi cái hũ ra tới, hũ chơi cái gì mốt mua úp. Ừ. Chà là. Chà là. Có phẩm nữa. Đi qua nhanh cho hả? Sa tế phẩm đó. Ông già, ông lão rồi. Tôi làm gì đi bánh chơi. Chán rồi. Nào không biết. Ừ. Bà giả hơn, giả về cái bữa tới xuống chút. Thử cái mùi thôi. Nhà của bả. Sao? 40 giờ tới nó thơm giả mà. Rồi, người ta biết ốp thì vậy đó. Bả chỉ biết chữ. Kêu bả ký tên. Nhà cửa rồi giao nó. Cái mình ăn miếng vậy anh. Rồi cái nó muốn hấp ở đi. Cho đất. Cái cháu ngoại ăn rồi giỡn nè. Lớn rồi. Ăn nó bỏ mới về đó nói. Ừ, giờ mình xin kết thúc clip tại đây. Chúc anh em có một buổi chiều vui vẻ nha. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chào các bạn nha. Vô. Vô.